Chào rau nhúc. Dấu. Mà được nhiều cái dấu. Có 4.000 à. Cái này có bán không chú? Đây bà con này không lên đây chứ. Tụi dân dây nó ở không chú? Dân dây cái thằng đuột nó vô đây, vô con dây này nè. Này ví dụ giả sử mua giống có bán không chú? Có. Giống là cũng bán như giá ấy hả? Này bón phân gì chú? 2-3 thứ phân lận, 15-20 rồi đó. Phân lăng. Thì ure nữa chú? Ure mất, ure nó cháy à? Ure không bón à? Ure nó hư. Dạ, với phân gì nữa chú? Đó có 2-3 thứ đó. Lần với 20-15. À, là gì tính được trồng cái gì không? Tính thả có cái... Nhưng mà, à cái này cũng... Phải thả chung bèo tấm này vào chú? Cái gì? Cái này phải thả chung vào tấm vào hay là nó tự nó lên á? Bèo á. Bèo á. Cái này như thả cái bèo vào thì... Sao nó có ăn hết phân của rau không? Hả? Ví dụ chú thả cái bèo này nó có ăn hết phân của rau này không? Thì có bèo rau nó tốt, không có bèo nó đâu tốt. À. Rồi có xịt thuốc ốc không chú? Nhà như ốc bưa vàng nó vào nó phá hay sao? Mắt ha. Nó ăn bèo luôn không ạ? Dạ. Vậy có bèo mới tốt. Bốn ngàn một ký. Chắc thấy cái này chắc ngon hơn kia không nào? Này nó ngon hơn không? Ủa cái này cái già này là bán để làm giống rồi cô? Này nè, bỏ, tước này tước con này, này đi đem chợ nè. Bán. Không mua này không? Tiếc quá đến đây cô chú đi bán hết rồi chứ. Bán nè, mua này nè. À. Này gì bán được nè. Này gì làm giống thì chứ. Làm giống đâu được. Làm giống nè, trồng người ta tước rồi nè, có cái này nè, còn ăn được nữa nhiều. Cái đó thì ăn chứ trồng đâu được đâu. Ủa rồi trồng bằng cái nào cô? Trồng mới cắt ra. Đó, vậy đó. Là cái dùng để ăn đấy hả? Nè. Là cái phần non ha. Lấy nguyên cọng vậy đó. Nè, người ta dặn 20 kg như vậy. Về trồng nè. Mình ngắt ngắn ra được không? Hay là phải để dài vậy? Vậy đó. Bỏ tiếp, ngắt ra. Vậy cứ ngắt. Ổng đâu lên vớt ra đây cho vớt đi. Trời ơi, ổng có vớt đâu nội ơi. Ổng không vớt thì đợi một chút đi. Trời ơi, vậy mà nhắn nghĩa lên nó bèo. Cô bán cho con ít cái đó về làm giống được không? Này bán cho người ta rồi. Wow. Ê, mơ giùm ông Tú không lấy hả? Tú không có lấy nữa. Tiếc quá nhỉ. Này để bán cho ông Thịnh đánh rồi. Cái này là họ đặt hẹn trước hay cô? Ừ, tao dặn. Hay là bao tiêu... Hả? Họ bao tiêu nguyên ruộng luôn hay là... Như tụi con thỉnh thoảng mua có được không? Sao? Tụi con thỉnh thoảng đến đây mua về bán có được không? Được. Được. Muốn mua vậy mình nói trước người ta. Nói mua tuần lễ sau nó mới có. Làm. Này cô cho con xin số điện thoại không? Ví dụ con đặt cô chú. Lúc nào tụi con qua đây mà con đặt trước á. Nếu mà có cô chú hai trước rồi tụi con đi ngang qua đấy là con lấy con gửi tiền không? Dạ. Yeah.